mèo. Quay phim á, cười đi. Quay phim á, quay phim, quay phim. À, quay phim, quay phim á. Đúng rồi. Quay đi, quay phim á. Tay đâu? Cô Vũ ơi, tay đâu?
rồi. Xuống dưới luôn. Rồi 1, 2, 3 bắt đầu. Ra sau đứng, còn rồi, xuống dưới đó đứng thì đỡ nghe mình chưa. Đứng sẽ ra sau. Rồi, 1, 2, 3. Tự động lại lấy quà luôn. Rồi,
người chiến thắng, người cuối cùng sẽ được 50 kẹo. Cố lên nha tay đứa. Rồi mọi người đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng đây thôi nha, đừng không vô nữa nha. Để vậy xử sao đây? Vậy là sao xử? Bây giờ kêu cho điều hòa cho nó ngồi xuống này chứ nó cứ đi lên chứ. Vô lại đi, anh kêu thôi cho lại nhạc đi. Rồi mọi người đi lại một vòng nữa. Mấy con vô ghế, mấy con vô ghế ngồi cho bạn coi, mấy con vô ghế ngồi. Mấy đứa xuống xuống dưới ngồi, xuống dưới ngồi, xuống dưới. Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới ngồi cho bạn ngang, xuống dưới. Xuống dưới, xuống dưới. Xuống dưới. Ba đứa. Sao lần nào cảm thấy mình không có khả năng mình tự về luôn. Đầu hàng. Vậy là không đầu hàng đúng không? Vậy chút nữa mỗi đứa ngồi mỗi cái ghế. Rồi đầu hàng thì có quà, không đầu hàng thì cũng có quà. Vậy thôi chấp nhận ngồi mỗi cái ghế đúng không? Có quà cũng không chịu. Tinh thần cũng chiến ghê quá. Ông nhạc. Mm-hmm.
Rồi, dạ 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 thấy rồi. À. Xin số mới tổ chức vào chơi nữa nha. Vô hàng mới tổ chức vào chơi nữa. Ai không vô hàng là không cho chơi nữa nha. Trời ơi, nhiều quá giờ sao? Lấy lấy máy tính lại. Vỗ tay ơi. Vỗ tay ơi. Vỗ tay. Xin giới thiệu với các bạn, đây là đội ăn cơm mang tên là Huệ. Cơm của chúng ta không có gì chỉ ngoài có nước tương và mề gà. Cơm này từ đâu? Cơm này là từ Bà Khuyến Mãi hồi trưa. Đã cho một phần gấp 4 lần như vậy nhưng mà ăn hết còn như đây. Xin giới thiệu, đây là hội những người ăn cơm Huệ. Tối nay sẽ lên Facebook. Hội những người ăn cơm thiêu. Không, ăn cơm Huệ. Tối nay sẽ lên lập Facebook. Có chuyện gì lên đây. Bưng cái bịch cơm chạy theo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.